Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube tin tức nhanh 24 giờ. Ban biên tập chương trình kính chúc quý vị ngày mới vạn sự hanh thông, ngập tràn niềm vui và may mắn. Hãy click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi video mới nhất. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin của chúng tôi. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của tôi. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá mẫu tên lửa giúp trực thăng Nga hủy diệt tăng thiết giáp đối phương. Izdeliye 305 là tên lửa chống tăng hạng nhẹ của Nga, được thiết kế để được trang bị trên các trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28. Tên lửa có tầm bắn lên tới 25 km và có thể mang theo đầu đạn xuyên giáp nặng 25 kg. Izdeliye 305 sử dụng hệ thống dẫn đường quang hồng ngoại, cho phép nó tấn công các mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa cũng có khả năng tấn công các mục tiêu di động. Izdeliye 305 là một sự cải tiến đáng kể so với các tên lửa chống tăng hiện đang được sử dụng bởi quân đội Nga. Tầm bắn lớn hơn của Izdeliye 305 cho phép các trực thăng tấn công tăng thiết giáp từ ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương. Điều này làm cho các trực thăng trở nên an toàn hơn và cho phép chúng có nhiều thời gian hơn để nhắm mục tiêu và tấn công các mục tiêu. Izdeliye 305 hiện đang được sản xuất hàng loạt và đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga. Tên lửa được coi là một trong những tên lửa chống tăng tiên tiến nhất trên thế giới và sẽ là một tài sản quý giá cho quân đội Nga trong những năm tới. Dưới đây là một số tính năng của Izdeliye 305. Tầm bắn 25 km. Đầu đạn xuyên giáp nặng 25 kg. Hệ thống dẫn đường quang hồng ngoại. Khả năng tấn công mục tiêu di động. Đang được sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng trong quân đội Nga. Loại tên lửa tối tân Izdeliye 305 cho phép trực thăng Nga tấn công tăng thiết giáp từ ngoài tầm bắn của phòng không, uy hiếp các mũi phản công của đối phương. Theo Fox, một trong những vũ khí có ảnh hưởng lớn nhất của Nga trong chiến dịch đặc biệt là trực thăng vũ trang Ka-52. Chúng gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Báo cáo tình báo được Bộ Quốc phòng Anh công bố tuần trước có đoạn viết: Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga đang triển khai lượng nhỏ biến thể hiện đại hóa Ka-52M trong xung đột tại Đông Âu. Một trong những cải tiến then chốt của Ka-52M là khả năng sử dụng tên lửa tối tân Izdeliye 305 LMUR với tầm bắn khoảng 15 km, báo cáo Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Phi công Nga đã nhanh chóng tận dụng ưu thế của tên lửa này để tấn công mục tiêu tăng thiết giáp từ ngoài tầm đánh trả của phòng không đối phương, báo cáo Bộ Quốc phòng Anh có đoạn. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định tên lửa Izdeliye 305 LMUR đang bổ sung năng lực tác chiến đáng kể cho phi đội trực thăng vũ trang Nga, giúp lực lượng này trở thành mối đe dọa ngày càng lớn với tăng thiết giáp và bộ binh. Ý tưởng về Izdeliye 305 LMUR được hé lộ lần đầu năm 2007 với mục tiêu là phát triển tên lửa hạng nhẹ cho trực thăng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó không đặt hàng loại khí tài này, thiếu kinh phí khiến nhà sản xuất đình chỉ quá trình nghiên cứu. Dự án Izdeliye 305 LMUR được hồi sinh năm 2012 khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đặt hàng nhà sản xuất để phát triển tên lửa đối đất tầm xa cho trực thăng đa dụng Mi-8MNP-2 triển khai ở vùng Cắp Cắc. Loại tên lửa này được trang bị đường truyền dữ liệu hai chiều, cho phép quả đạn truyền hình ảnh từ đầu dò về trực thăng và tiếp nhận lệnh điều khiển từ kíp vận hành. FSB muốn kiểm soát đường bay trong suốt quá trình tên lửa lao tới đích, kèm theo khả năng tự hủy sau khi rời bệ phóng. Quá trình thử nghiệm Izdeliye 305 LMUR trên trực thăng Mi-8MNP-2 diễn ra trong giai đoạn 2015 đến 2016, dây chuyền sản xuất hàng loạt được khởi động sau đó không lâu. Sau khi FSB biên chế loại tên lửa này, Bộ Quốc phòng Nga cũng tỏ ý quan tâm và đặt hàng, bắt đầu thử nghiệm tên lửa Izdeliye 305 LMUR trên trực thăng vũ trang Mi-28NM và Ka-52M. Quân đội Nga không công bố số lượng tên lửa Izdeliye 305 LMUR đã tiếp nhận, nhưng giới chuyên gia ước tính họ đang biên chế ít nhất 200 quả đạn, chưa kể số lượng sẵn có trong kho dự trữ của FSB. Hợp đồng năm 2018 cho thấy mỗi quả đạn Izdeliye 305 LMUR có giá khoảng $227.000. Dù được mô tả là tên lửa hạng nhẹ, Izdeliye 305 LMUR lại nặng gấp đôi tên lửa Vi. Quả đạn Izdeliye 305 LMUR dài gần 2 mét, đường kính 0,2 mét và nặng 105 kg, trong đó đầu nổ có khối lượng 25 kg, đạt tốc độ tối đa hơn 800 km/h. Izdeliye 305 LMUR mang đầu dò ảnh nhiệt 9B7755 do viện MNITI ở thủ đô Moscow phát triển, cùng hệ thống lái tự động dùng định vị quán tính, thiết bị đo độ cao vô tuyến, bộ định vị vệ tinh tương thích với hệ thống GLONASS Nga và GPS phương Tây. Tên lửa Izdeliye 305 LMUR được lắp hai anten cho đường truyền dữ liệu với trực thăng. Trong chế độ chiến đấu cơ bản, tên lửa được phóng về phía mục tiêu trong tầm nhìn. Phi công có thể trực tiếp theo dõi hình ảnh từ đầu dò tên lửa trên bệ phóng và đánh dấu mục tiêu. Quả đạn sẽ tự động lao tới đích, trong khi trực thăng chuyển hướng để tránh bị đối phương tấn công. Phương thức thứ hai, tên lửa sẽ bay tới tọa độ nghi có mục tiêu nhờ hệ thống lái tự động và định vị vệ tinh. Với phương thức này cho phép tập kích mục tiêu ngoài tầm nhìn hoặc bị vật cản che chắn. Phi công sẽ theo dõi hình ảnh từ tên lửa truyền về để tìm kiếm và chọn mục tiêu, sau đó ra lệnh tập kích. Người điều khiển cũng có thể thay đổi mục tiêu hoặc ra lệnh cho tên lửa tự hủy nếu cần thiết. Nhóm nghiên cứu quân sự nguồn mở óc hí cho biết tên lửa Izdeliye 305 LMUR được sử dụng lần đầu tại chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 6 năm 2022, khi trực thăng Mi-28NM Nga phóng một quả đạn vào tòa nhà nghi có binh sĩ đối phương trú đóng. Các đòn đánh sau đó cũng thường nhằm các công trình được đánh giá là mục tiêu giá trị cao. Lực lượng Nga đã phóng tên lửa Izdeliye 305 LMUR vào 43 tòa nhà, 6 cây cầu, 2 xe tải và 5 xe thiết giáp kể từ tháng 6 vừa qua trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo bình luận viên David Hamlin của Fox, sự xuất hiện của Izdeliye 305 LMUR trên chiến trường cho thấy Nga đang tung nhiều loại vũ khí hiện đại và uy lực hơn nhằm tăng độ hủy diệt, trong khi như bảo đảm an toàn cho những chiếc trực thăng đắt giá trong biên chế. Việc trang bị loại vũ khí này cho phi đội K-52M cho phép Nga tấn công hàng loạt xe thiết giáp đối phương, đúng theo nhiệm vụ được thiết kế ban đầu, David Hamlin kết luận. Đạn pháo thông minh Krasnopol M2 Nga bắn nổ xe tăng T-72M1. Nga sử dụng đạn pháo thông minh Krasnopol, một trong những vũ khí đáng sợ của nước này, để tập kích xe tăng T-72M1, khiến nó phát nổ dữ dội. Theo RIA Novosti, đạn pháo thông minh Krasnopol M2 đã được Nga sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây, trước đó tại Syria. Loại vũ khí này đã thể hiện uy lực lớn trước phiến quân. Việc kết hợp với UAV trinh sát và chỉ thị mục tiêu khiến cho dòng đạn pháo thông minh này càng đáng sợ hơn. Mới đây, Nga sử dụng đạn pháo dẫn đường thông minh Krasnopol tập kích xe tăng T-72M1 ở mặt trận Zaporizhzhia, khiến nó phát nổ dữ dội. Đạn pháo thông minh Krasnopol M2 do Nga phát triển có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 40 km. Hiện loại vũ khí này đang phát huy tác dụng trong thực chiến. Đạn pháo thông minh Krasnopol M2 là một trong những vũ khí ứng dụng công nghệ cao của Nga. Chúng ra đời để đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại. Mặc dù có thể bắn được từ những loại pháo có cỡ nòng 152 mm, tuy nhiên loại đạn pháo này sẽ phát huy công dụng tối đa nếu được bắn ra từ 2S19 Msta-S. Đạn pháo thông minh 2K25 Krasnopol của Nga đã được phát minh từ cuối thập niên 1980. Tuy vậy, những phiên bản đầu tiên chưa thực sự hoàn thiện, mãi cho tới phiên bản 2K25 Krasnopol M. 2K25 Krasnopol M được cải tiến nhiều với hệ thống dẫn đường bằng laser. Cũng có thông tin cho biết, Nga đã tiến hành nâng cấp lớn với việc dẫn đường bằng GLONASS. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin xác nhận từ phía Moscow. Các cánh đuôi điều khiển ổn định khiến độ chính xác của loại vũ khí này tăng lên cực cao. Trọng lượng của quả đạn 2K25 Krasnopol M lên tới 50 kg. Trong đó riêng trọng lượng đầu nổ lên tới 20 kg, chúng được nhồi thuốc nổ cực mạnh. Đạn pháo thông minh 2K25 Krasnopol M có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách lên tới 40 km. Cơ cấu hoạt động của đạn pháo thông minh 2K25 Krasnopol M, sau khi bắn ra, đạn sẽ được hệ thống laser chiếu xạ để tiêu diệt mục tiêu. Việc dùng cơ chế chiếu xa bằng laser cho phép giảm giá thành của đạn pháo thông minh xuống mức tối đa. Tuy vậy, đây cũng là điểm yếu của 2K25 Krasnopol M so với đạn pháo thông minh Mỹ. Do 2K25 Krasnopol-M dùng laser chiếu xạ bắt buộc phải có một nhóm đặc nhiệm tiếp cận gần mục tiêu để hành động. Điều này gây nguy hiểm cho chính nhóm trinh sát dẫn đường cho đạn pháo một khi họ bị đối phương phát hiện và phản kích. Ngoài Nga, còn có một số quốc gia khác đang có trong biên chế loại đạn pháo thông minh Krasnopol-M2. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.